cắt tất cả ốc rồi mà bảo chưa bung. Bình luận này từ 2 ngày trước nhưng mà nhiều việc quá hôm nay em mới để ý. Thực sự là hôm nay thì em mới để ý thấy có một cái bình luận. Nội dung bình luận là cắt tất cả ốc rồi mà bảo chưa bung. Bình luận này từ 2 ngày trước nhưng mà nhiều việc quá hôm nay em mới để ý. Thì cái bình luận này được bình luận ở trên một cái video em giới thiệu từ 8 ngày trước mọi người nhé. iPhone 8 quốc tế Gold 64GB đẹp 99, zin app chưa bung. Có số email là 0951, giá 4,7 triệu. Tức là cái máy này em giới thiệu với mọi người là zin app chưa bung. Thì ở đây có anh tên là To Nguyễn Quang. Em thì cũng không biết tên thật sự của anh như thế nào, nhưng mà viết không dấu thì em tạm thời đọc là To Nguyễn Quang. Thì chiếc máy đó có số email là 0951. Chiếc máy đó đây mọi người nhé. Đây. Số email 0951 đây mọi người nhé. Thì em không biết là anh To Nguyễn Quang này là thợ hay là người dùng. Nếu anh là thợ thì anh có chuyên môn về máy thì có thể là qua cái hình ảnh trên video thì anh không nhìn thực sự là bằng mắt thường, thực sự là được chi tiết đấy, không thật được bằng mắt thường mọi người nhé, thì có thể là anh nhầm lẫn. Đấy. Nếu mà anh là người dùng thì thứ nhất là anh không biết chuyên môn về máy, cái thứ hai là có thể là anh đã bị các chủ tiệm, các shop bán hàng online dí nhiều quá rồi, tức là bán máy đã sửa hoặc là chất lượng không đúng như người ta nói khi mà giới thiệu hoặc là tư vấn bán hàng cho anh. Đấy. Thì ở đây em soi kỹ cho anh Quang và mọi người cùng xem mọi người nhé. Đấy, ốc như thế này. Đấy. Chưa có một vết xước nào mọi người nhé. Chưa có một vết xước nào. Đấy. Có thể là anh nhìn nó hơi trắng này. Nó hơi trắng ở viền xung quanh nha mọi người. Mọi người nhìn thấy kỹ chưa? Hơi trắng ở viền xung quanh này. Đấy. Đấy, nó hơi trắng. Thì em phải giải thích với mọi người là đây là vỏ máy oxy hóa mọi người nha. Chứ không bao giờ mà tét vào nó tét đều như thế này. Đấy. Còn khi mà cái tô vít người ta dí vào để mà người ta đấy, người ta chọc vào để mà người ta mở máy ra này, thì người ta chọc vào ốc chứ ai người ta chọc vào cái xung quanh này đấy, đúng không? Người ta chọc một cái vào ốc này. Đấy, thấy chưa? Đấy, người ta sẽ chọc vào ốc này. Đấy, chọc vào ốc và người ta xoay ra, đúng không? Đấy, chứ không bao giờ mà người ta chứ không bao giờ mà nó tét được ở ngoài này mọi người nhé. Đây cái này nó rất là đều này, cái này nó rất là đều, nó trắng trắng, nó rất là đều. Đây là oxy hóa theo thời gian của vỏ máy mọi người nhé. Còn ở trong cái ốc này đấy, ở trong cái ốc này đấy, chưa hề xước sát một tí nào mọi người nhé, chưa hề xước sát một tí nào đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đây này đấy, mọi người nhìn thấy cả hai cái ốc đấy. Chưa có cái tô vít nào động vào đây mọi người nhé. Chưa xước sát. Nếu mà xước sát thì nó sẽ có màu xước. Xước chỗ nào thì nó sẽ có màu trắng chỗ đấy mọi người nhé. Đấy. Đúng nghĩa ngôi sao. Đấy. Đúng nghĩa ngôi sao và chưa xước sát một chút nào mọi người. Chưa tè, chưa xước sát. Đấy. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem lại email của máy một lần nữa. Và em sẽ mở máy này ra. Đấy. Để cho anh To Nguyễn Quang và mọi người cùng chứng kiến cái chất lượng của máy mọi người nhé. Máy này là máy chưa bung đấy, và em cam kết là chưa bung mọi người nhé. Số email là 0951. Bây giờ thì em sẽ thử áp suất của máy trước khi mở máy mọi người nhé. Mọi người nhìn kỹ vào màn hình nhé. Đấy, màn hình có tác động đúng không? Áp rất là căng. Và bây giờ thì em sẽ mở chiếc máy này ra. Hôm nay thì cũng có khách hàng là một anh đặt em một cây từ trước Tết nhưng mà không chuyển được, thì hôm nay anh thấy ưng chiếc máy này và anh liên lạc lại. Thì em cũng phải mở chiếc máy này ra để thay pin. Đấy. Thật sự là mọi người mua máy điện thoại thì quan trọng nhất là mọi người tìm một nơi uy tín để mua. Đấy. Chứ nhiều khách hàng nghĩ là cứ ra tiệm mắt thấy tai nghe. Đấy. Tức là mình đến mua trực tiếp ấy,
mình xem máy rồi thì thử máy rồi mắt thấy tai nghe thì nó mới tin tưởng đảm bảo. Không phải đâu mọi người ạ. Em có rất là nhiều khách hàng tâm sự với em là hoặc là mang máy đến cho em kiểm tra luôn. Thực sự là có những cái tiệm người ta tiệm là tiệm lớn hoặc là người quen gì đấy, nói chung là tiệm quanh nhà hoặc là mọi người thì cảm thấy tin tưởng, nhưng mà khi mà mang đến cho em kiểm tra thì máy bên trong nói chung là nó không đúng như người ta giới thiệu quảng cáo mọi người ạ. Có những cái máy thì đã sửa rồi, thậm chí có những cái máy lên vỏ rồi thì lung tung bung bét ở trong rồi, lên vỏ ép kính đủ các kiểu rồi. Tại vì mọi người đi kiểm tra thì mọi người cũng chỉ nhìn được cái bề ngoài thôi, thậm chí là có nếu mà mọi người không nhìn quen ấy, thì kể cả người ta mở máy ra mọi người cũng không thể biết được. Đấy. Ví dụ mà mọi người nhìn quen có kinh nghiệm rồi thì mở máy ra thì mọi người biết là máy nào chưa động chạm, máy nào zin nguyên bản. Còn ví dụ như thế là mọi người mà lần đầu tiên nhìn ấy, thì hầu như là không biết. Đấy. Đấy, kèo nó vẫn là dính rất là chắc. Đây, kèo dính. Đây, kèo này. Đấy. Đấy, đấy. Đây. Bên trong máy đây mọi người nhé. Đấy, bên trong máy mọi người thấy sạch đẹp không ạ? Đấy. Chưa có dấu vân tay nào mọi người nhé. Đấy, zoom kỹ cho mọi người xem. Đấy. Đấy, quy tím đây mọi người nhé. Quy tím là thứ nhất này. Đấy. Đây một cái quy tím nữa. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Máy này là máy mở ra lần đầu tiên mọi người nhé. Đấy. Mở ra lần đầu tiên và bây giờ thì em sẽ thay pin để chuyển đi cho khách. Em cảm ơn mọi người đã xem video. Nói chung là làm video này thì em cũng để mà giải đáp cái khúc mắc, cái sự nghi ngờ của anh Tò Nguyễn Quang, và thứ hai là cũng để gửi cái video này cho anh khách hàng đã đặt hàng của bên em cây này. Cảm ơn mọi người đã xem video và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã rất là ủng hộ Tú Vân Mobile. Đợt này em lại bị ho các bạn. Đầu tiên cứ tưởng Covid, test bao nhiêu lần không phải. Em sức khỏe nó cũng không được khỏe như người bình thường. Nên là một năm ốm khoảng 2 lần 3 lần là chuyện bình thường. Pin này là pin dung lượng cao, pin chất lượng, pin chính hãng mọi người nhé. Pin này thì giá nhập nó gấp đôi so với pin bình thường.
Đây, pin lên 100% rồi mọi người nhá. Xoay lại một lần ốc nữa để cho nó chặt.